Trưa ngày 7 tháng 7, Đại tá Huỳnh Bảo Nguyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Định cho biết, vừa tổ chức truy quét, bắt trọn ổ ma túy với 89 đối tượng tham gia tại một khu resort ven biển xã Cát Hải, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Trước đó, tối ngày 4 tháng 7, tổ trinh sát của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tỉnh Bình Định đã tiến hành kiểm tra đột xuất, bắt quả tang 89 đối tượng, tuổi từ 18 đến 25, đang sử dụng ma túy tại 10 phòng ở khu resort ven biển xã Cát Hải. Tại hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều loại ma túy, cùng nhiều dụng cụ tang vật, bằng chứng khác. Qua điều tra ban đầu, cảnh sát đã tạm giữ hình sự 21 đối tượng về 3 hành vi, gồm chứa chấp, sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Cảnh sát cũng tạm giữ hình sự 2 nhân viên của khu resort về hành vi tiếp tay, chứa chấp các đối tượng trên sử dụng ma túy. Theo nhận định của lực lượng chức năng, hành vi của các đối tượng có tính chất liều lĩnh khi ngang nhiên tụ tập, tổ chức đại tiệc ma túy giữa thời điểm tỉnh Bình Định đang gồng mình phòng chống dịch COVID-19. Hiện Công an tỉnh Bình Định vẫn đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ xử lý nghiêm các đối tượng trên.